sinh nó mới nó năm 1994 thì như giờ đây thì nó mới chạy có 7 giờ cả nhà ơi, 7 giờ là xe nát rồi. Con đây chắc nó bị hư đồng hồ rồi sao đó. Thấy đỡ trong đây 17 giờ mà xe nó cũng xích rồi, nó cũng ấy hết rồi, gom này. Nó đâu còn đẹp nữa đâu mà đỡ 17 giờ. Nó hàng ở đây vô đỡ nó dơ cái gì vậy? Nó mấy con đây tầm trăm đô lại này. Đó, bữa cũng đưa lên con 009, BC 009. Mấy thánh bằng phím vô nói là đóng sắt bụng của Nhật. Xin lỗi mấy thánh đó nha. Mấy ông mua gì ông mấy ông mua được chưa mà kêu là đóng sắt vụn à, giá bữa nó chạy lên 53 man á, mình dự kiến bốn mấy man mà nó đâu lên 53 man, nếu đóng gì mà còn nó nhét thì lấy phi công 6 man thì nó tầm rơi vào tầm khoảng 110-115 triệu đấy à, còn đơn vị nào lấy mắc hơn thì nó lên 118-120 à, một xe quá trời đây. Còn mấy sư phụ nào cứ kêu là đóng sắt vụn của Nhật thì ok, cứ nghĩ trong đầu là đóng sắt vụn đi thì đừng bao giờ mà đụng tới đồ Nhật nữa làm gì nha. Từ khi Việt Nam mình sản xuất được rồi thì mọi người nói là đóng sắt vụn à. Tôi cứ nghĩ là giá rẻ, giá cả thì đấu ở công khai đâu có mờ ám gì đâu mà cứ vô nói thích thì nói này nói nọ đủ các kêu hết nha. Còn mọi anh chị em bà con xem thử làm được cái dòng nào thì báo em kiếm cho nha, để giờ phục vụ công việc cá nhân hoặc là mua bán gì cũng được ha. Xe thì ở sàn đây là rất là nhiều, từ 0001 đến gầu 2 có mấy cũng có nha. Đó, thì mọi người tham khảo được thì cứ liên hệ em để em gửi hình ảnh thông tin báo giá, được thì em mua hộ cho nha. Ok cả nha.